xử lý nạn vẽ bậy trên đường phố. Dán tờ rơi bị xử phạt như thế nào? Công ty nợ bảo hiểm xã hội, người lao động có được chốt sổ? Cách nộp hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần. Điều kiện và hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, hiện nay nạn vẽ bậy bằng sơn lên các công trình công cộng hay được giới nghệ thuật gọi là graffiti, vẽ tranh đường phố, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên đường phố ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vấn nạn này vừa làm mất mỹ quan đô thị, lại vừa gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm. Nạn vẽ bậy hay còn được giới nghệ thuật gọi là graffiti có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên đường phố. Từ khu vực trung tâm đến ngoại thành, nạn vẽ bậy xuất hiện nhan nhản và ngày một biến tướng hơn. Theo ghi nhận của PLO, dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Bính Khiêm, quận 1, Trường Sa, quận 3, Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Lê Trọng Tấn, Tân Phú, hình vẽ xuất hiện chằng chịt dưới chân cầu, trên cửa cuốn nhà dân, tủ điện, giải phân cách. Hình vẽ có đủ kích thước, từ to kính cả một mảng tường đến nhỏ khoảng bằng tay người. Các hình vẽ có hình thù kỳ lạ, lộn xộn, nhếch nhác, nhiều màu sắc khiến người dân bức xúc. Giải pháp đưa ra của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh là lắp đặt camera để xử lý. Thưa quý vị, mặc dù quy định của pháp luật hiện nay liên quan đến những hành vi này đã có chế tài xử lý, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự, tuy nhiên, việc xử lý các đối tượng vẽ bậy lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy nguyên nhân do đâu và giải pháp đặt ra là gì? Về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với ý kiến của luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để biết rõ hơn về quy định xử phạt đối với hành vi nêu trên. Luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vị trí mà những người vẽ graffiti thường sử dụng là các công trình giao thông công cộng, các tài sản thuộc sự quản lý của cơ quan nhà nước. Từ đó, hành vi vẽ bậy lên những tài sản này là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và tài sản của nhà nước, của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm. Ở mức độ nhẹ, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7, Điều 15 hoặc Điều 21 Nghị định 144/2021. Cụ thể, phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với người nào phun sơn, viết vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư nơi công cộng, khu chung cư nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Nếu hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức, có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Trường hợp vẽ bậy làm hư hỏng, gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ thì sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù, gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng. Ngoài những hình vẽ graffiti, thì vấn nạn dán tờ rơi nhiều năm nay vẫn chưa thể chấm dứt, gây mất mỹ quan đô thị. Bạn đọc Nguyễn Nhật Duy, Thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi: thời gian gần đây, dù các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền ý thức của người dân về nạn dán quảng cáo tờ rơi ở trụ điện, cột điện, thậm chí tổ chức nhiều đợt cạo xóa, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Xin hỏi, người dán quảng cáo tờ rơi ở trụ điện thì sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư Trịnh Công Minh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trả lời, Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 đã nêu rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, trong đó có các hành vi bị cấm liên quan đến quảng cáo như quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Do vậy, việc dán các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện là hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo. Đồng thời, việc dán quảng cáo trên trụ điện, cột điện còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Về mức xử phạt, căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định 38/2021, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, trừ một số trường hợp quy định tại điểm D khoản 3, điểm B khoản 5 và điểm B khoản 8 Điều 12 Nghị định 100/2019. Ngoài ra, tại khoản 8 Điều 34 Nghị định 38/2021, với hành vi dán quảng cáo lên trụ điện, cột điện còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo.
lưu ý mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi theo khoản 2, 3, điều 5, Nghị định 38/2021. Thưa quý vị, tiếp theo chuyên mục ngày hôm nay, bạn đọc Mạnh Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội như sau. Tôi đang làm việc tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tình hình kinh tế khó khăn nên công ty tôi đã chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động gần một năm nay. Sắp tới đây tôi sẽ nghỉ việc tại công ty để sang nước ngoài định cư và sẽ làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Cho tôi hỏi, trong trường hợp công ty đang nợ bảo hiểm xã hội thì người lao động có được chốt sổ bảo hiểm xã hội để được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần hay không? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị cùng đến với những giải đáp ngay sau đây. Luật sư Nguyễn Văn Hồng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trả lời, theo khoản 5 điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả số bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đồng thời, người sử dụng lao động xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, theo quy định tại công văn 2525/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành văn bản hợp nhất quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận số bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội. Như vậy, trường hợp công ty nợ đóng bảo hiểm xã hội của bạn thì bạn cũng sẽ được chốt sổ. Đồng thời, sau khi chốt sổ, nếu bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được giải quyết. Thưa quý vị, liên quan đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần, thời gian gần đây ở một số cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm để lấy thứ tự nộp hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần. Việc xếp hàng lấy số thường tập trung đông vào ngày thứ hai trong tuần và những ngày đầu tháng. Những ngày còn lại, dù không đông như những tháng trước, vẫn còn tình trạng xếp hàng lấy số. Sau đây là 3 cách để tránh tình trạng xếp hàng nhận bảo hiểm xã hội một lần mà quý vị có thể tham khảo. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay người lao động đủ điều kiện và nếu có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì có thể nộp bằng nhiều cách như đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. Cũng theo ông Hà, theo quy định hiện nay thì việc giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ không phụ thuộc nơi cư trú, tức người lao động có thể nộp hồ sơ tại bất cứ bảo hiểm xã hội quận huyện nào trong phạm vi cả nước. Đồng thời, mức hưởng, thủ tục hưởng đều được thực hiện theo quy định chung. Hiện nay, người lao động cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể thực hiện theo 3 cách sau đây để tránh tình trạng mất thời gian xếp hàng, thức giờ xuyên đêm để nộp hồ sơ. Cách thứ nhất, người lao động có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi đến nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần. Cách thứ hai, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội nào tại thành phố Thủ Đức, các quận huyện và tại những bưu cục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ ba, người lao động nộp hồ sơ trực tuyến theo quyết định 3612 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động đáp ứng một số điều kiện có thể nộp hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Cụ thể là người lao động đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội, có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, quý vị cần lưu ý, khi người lao động nộp hồ sơ trực tuyến thì phải nộp sổ bảo hiểm xã hội bản gốc cho cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời chỉ sau khi nhận được sổ bảo hiểm xã hội bản gốc thì cơ quan bảo hiểm xã hội mới thực hiện trả kết quả và chi trả tiền cho người lao động. Sau đây, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ thông tin chi tiết đến quý vị điều kiện và hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội dưới 20 năm và đã nghỉ việc sau 1 năm, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra, người lao động thuộc một trong các trường hợp sau nếu có yêu cầu thì được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không cần chờ đến 1 năm sau khi nghỉ việc. Thứ nhất, đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ hai, ra nước ngoài định cư. Thứ ba, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế. Thứ tư, người lao động thuộc một trong các trường hợp phục viên xuất ngũ thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
Hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần gồm bản chính sổ bảo hiểm xã hội và các tờ rơi sổ bảo hiểm xã hội, bản chính đơn đề nghị mẫu số 14HSB, một bản photo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Nếu có ủy quyền nộp thay người khác thì nộp bản chính giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền cho phòng công chứng chứng thực. Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng phải có thêm trích sao tóm tắt hồ sơ bệnh án, bản chính, bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực, mẫu số 04B HBQP, thông tư 136/2020. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Pháp luật và bạn đọc hôm nay. Chương trình được phát sóng định kỳ lúc 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.